Hello, xin chào tất cả mọi người, đây là xưởng tranh Tân Thành. Và hiện tại bên mình vừa mới dán xong một bức tranh hai bình hoa với một chữ phúc ở giữa cho công trình nhà ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thì tranh này mình in trên chất liệu vải lụa nha mọi người, chống chày xước, chống nước, giờ bẩn thì mình lau chùi thoải mái. In này gọi là tranh 3D, thì tức là những cái họa tiết mình in lên á, nó sẽ khi mình đứng ở ngoài mình nhìn á, thì nó sẽ cảm giác như là nó nổi bật cái 3D lên luôn. In trên vải lụa nha mọi người, chống chày xước, chống nước. Rất là bền, rất là chắc luôn. Bảo hành 10 năm, không bay màu, không bong chóc. Mình muốn cảnh gì thì mình có thể thi công, mình tư vấn, mình thiết kế cái cảnh đó. Bên mình thì có nhân viên tư vấn đến tận nhà để khảo sát, đo đạt kích thước và mang chất liệu cho mọi người xem thực tế nó như thế nào ha. Sau đó mình sẽ đến thi công. Thì nếu như mọi người có nhu cầu dán tranh 3D, dán tường á, thì hãy liên hệ đến xưởng tranh Tân Thành. Bên mình sẽ cho người đến khảo sát thực tế luôn nha. Hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và những khu vực xa hơn á, thì bên mình sẽ khảo sát trước khi mà mình đi xuống. Rồi mọi người, dán tranh 3D thì hãy liên hệ với mình để lại số điện thoại, sẽ có người gọi điện trực tiếp tư vấn nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.